Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, sóng dữ dồn dập tấn công vào hệ thống kè chắn sóng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng. Mặc dù mới được sửa chữa tạm để phục vụ mùa dịch vừa qua, nhưng trước những con sóng dữ, hệ thống kè chắn sóng đã bị biến dạng. Nhiều vị trí bê tông bị gãy vụn, sụt lún, áp sát vào các ki-ốt, nhà hàng kinh doanh ven biển vô cùng nguy hiểm. Theo ghi nhận, dọc theo hệ thống kè chắn sóng ven biển ở thị xã Cửa Lò, rất nhiều vị trí lớp dọ đá chắn sóng bên ngoài có nơi bị sóng đánh biến dạng, lớp bê tông trên bề mặt cũng gãy vụn. Nhiều vị trí xảy ra hiện tượng sụt lún, tạo thành những hố sâu, hàm ếch, áp sát, dọa nuốt chửng các ki-ốt kinh doanh tại đây. Trước đó vào năm 2020, hệ thống kè chắn sóng cũng từng bị tàn phá do cơn bão số 7 gây hậu quả nặng nề. Toàn tuyến kè bị đánh vỡ trước những đợt sóng lớn dồn dập. Sau đó địa phương đã khắc phục, gia cố tạm thời để phục vụ mùa du lịch vừa qua. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An, vừa qua do ảnh hưởng của bão số 8, mặc dù bão đã tan trước lúc đổ bộ vào đất liền, tuy nhiên vẫn gây ra sóng lớn. Vì thế hệ thống kè chắn sóng đã hư hỏng nghiêm trọng. Hiện tại địa phương cũng đã triển khai dự án để khắc phục toàn diện hệ thống kè chắn sóng tại đây với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Những vị trí hư hỏng nghiêm trọng sẽ được làm mới để đảm bảo an toàn.